Ok, Hùng Lê xin chào anh chị em nhà đầu tư. Chiều ngày hôm nay là chiều ngày phiên giao dịch, kết thúc phiên giao dịch ngày thứ ba. Thì Hùng sẽ có một cái bản tin ngắn, một bản tin rất ngắn để chúng ta nối tiếp cái bản tin video số 182 phân tích tình hình thị trường chứng khoán tuần từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 6. Thì chúng ta vừa mới trải qua được hai phiên giao dịch đầu tuần, đó là phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba. Thì chúng ta cùng nhìn lại ở trên biểu đồ chỉ số VN Index giờ Index ngày. Thì trong cái bản tin video số 182 thì cũng đã có phân tích cái xu hướng về mặt xu hướng kỹ thuật. Thì đây các anh chị nhìn thấy là khi mà chỉ số VN30 tiệm cận về cái vùng 1130 và sau đó thì cái xu hướng là Index sẽ quay tiếp theo thì Index sẽ quay test ở cái mút nến 1112. Và trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì chỉ số index của chúng ta đã bị thủng cái vùng 1112. Như vậy thì cái xu hướng tiếp theo của chỉ số VN Index như có phân tích định hướng đó là chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 1095 đến khoảng vùng 1100. Thì đối với chỉ số VN Index ở cái vùng này là một cái vùng đệm kỹ thuật rất là quan trọng anh chị nhá. Và vùng đệm kỹ thuật rất quan trọng, và nếu như là chỉ số VN Index của chúng ta tích lũy thành công ở cái điểm này thì như vậy là cái xu hướng để mà thị trường có thể tiếp tục có một cái sóng tăng tiếp theo nó rất là khả thi. Và thậm chí cái câu chuyện là khi mà index ngày chúng ta tích lũy thành công ở vùng 1095 đến 1100 thì khả năng index có thể vượt thoát vùng 1130 để nó có thể đi lên ở vùng 1160, và thậm chí là nếu như chúng ta xét về kênh xu hướng thì index có thể kéo lên ở vùng 1180 đến vùng 1190. Đây là một cái kịch bản rất lạc quan của thị trường ở trong những cái tuần giao dịch tiếp theo. Tuy nhiên, điều kiện cần và đủ để index có thể đi lên được những mốc kháng cự cao hơn đó là index của chúng ta cần phải tích lũy ở vùng thành công ở vùng 1095 đến vùng 1100. Và trong phiên ngày hôm nay thì trong trong phiên giao dịch ngày hôm qua, sau khi kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ hai thì cũng đã có một cái phân tích tổng hợp ngắn về chỉ số VN30. Trong đó thì chỉ số VN30 sẽ dự test lại ở khoảng vùng 1095. Phái sinh thì dự kiến sẽ tiếp tục kiểm tra ở vùng 1087 đến vùng 1090, và index của chúng ta thì dự kiến là nó sẽ test lại ở vùng 1103, và biên sâu hơn thì chúng ta sẽ tiếp tục nói đến cái câu chuyện ở 1095, 1098 và ở vùng 1100. Thì đây sẽ là những cái vùng chốt chặn rất là quan trọng của chỉ số index cũng như bộ ba tham số chung của thị trường. Thì chúng ta nhìn lại ở trên chart kỹ thuật ngày, trên chart kỹ thuật giờ của chỉ số VN Index thì các anh chị nhìn thấy đây. Đây chính là cái điểm mà chúng ta ra bản tin tuần video số 182 thì chúng ta có nói đến những cái vùng chỉnh cung kỹ thuật, và đến phiên giao dịch ngày hôm nay thì index của chúng ta đã tích lũy thành công ở vùng 1103 các anh chị, ở vùng 1103. 1103. Đó, thì index của chúng ta đã tích lũy thành công ở vùng 1103, và trong phiên sáng ngày hôm nay, tức là lúc đó khoảng tầm alo cả nhà, đây đây. Khoảng tầm độ 10 giờ thì ông Lê đã bắt đầu phát đi một cái tín hiệu kỹ thuật nhận diện thấy thị trường của chúng ta bắt đầu có một cái sự chuyển biến khá là tốt. Đấy là một số các chỉ báo kỹ thuật đang cho thấy xu hướng của thị trường có khả năng phục hồi quay trở lại các anh chị nhá. Có khả năng thôi, chứ chưa chắc chắn, bởi vì không ai chắc chắn 100% hết. Và một cái dấu hiệu rất quan trọng ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch ngày hôm nay đó là cái cổ phiếu chờ mua đã tăng đột biến và tăng một cách cực kỳ mạnh mẽ so với phiên giao dịch của ngày hôm qua. Đây là dấu hiệu đầu tiên để nhận biết thị trường có khả năng quay đầu phục hồi sau nhịp đạp từ vùng 1130 điểm, và chúng ta là đang theo dõi cái vùng ở vùng dự kiến thị trường sẽ có thể là chỉnh cung tạo nền ở vùng 1095 đến vùng 1100 điểm các anh chị. Và qua cái tín hiệu này thì cho thấy cái điều gì? Tức là cho thấy là cái tâm lý hành vi của những người đang cầm tiền họ sốt ruột lắm rồi, họ nóng lắm rồi. Tức là họ không chịu được nữa, họ thấy nhột lắm rồi. Và chỉ cần khi mà thị trường hoặc index nó có một cái tín hiệu xác nhận là quay đầu và quay đầu tăng điểm trở lại thì ngay lập tức là những cái dòng tiền này họ sẽ nhảy vào, họ chiến đấu thị trường. Tức là chỉ cần index có một cái tín hiệu nào đó thôi, họ cảm thấy rằng như vậy là thị trường có thể có khả năng phục hồi, thì ngay lập tức là họ sốt ruột lắm rồi, cái dòng tiền đấy ngay lập tức được bung vào thị trường, và cái hiệu ứng đấy nó sẽ rất tốt các anh chị. Và khi cái dòng tiền đó ngay lập tức quay trở lại thị trường thì tạo lập họ sẽ mồi thêm một số điểm nhấn kỹ thuật để đẩy cái dòng tiền đó lên, và đấy là một trong những cái tín hiệu cực kỳ quan trọng để có thể thị trường quay đầu tăng điểm
khi có những cái tín hiệu kỹ thuật này xuất hiện. Và một cái khuyến cáo chung thôi, đó là anh chị em đang cầm hàng nào thì chúng ta sẽ cân thêm khoảng 20 đến 30% số đang nắm lướt T0, T1 hoặc T cộng ở trong nhịp này. Tức là gì? Tức là cái vị thế của cái người mua hàng trong phiên giao dịch ngày hôm nay là phải đang có hàng. Thì khi các anh chị quay ngược lại là khi mà index tiệm cận đến cái vùng 1.120 điểm á, thì ông có khuyến cáo với tất cả anh chị em nhà đầu tư là chúng ta nên duy trì tỷ lệ vàng là tiền mặt trên cổ phiếu là 50/50. Để làm gì? Để trong những phiên hôm nay này, trong những phiên có những cái tình huống này thì chúng ta đang có 50% vị thế tiền mặt. Ví dụ chúng ta đầu tư 1 tỷ, chúng ta đang có 500 triệu tiền mặt chưa kể margin. Đó, chưa kể margin thì nếu có thêm sức mua margin nữa thì những cái mã cổ phiếu tốt thì chúng ta có thể có thêm là 700 triệu để chúng ta mua. Vậy trong những cái phiên như thế này này, tại những cái thời điểm như thế này này thì chúng ta giải ngân thêm 20 đến 30% vị thế. Thì không phải là chúng ta giải full toàn tài khoản các anh chị. Trong số những cái cổ phiếu mà chúng ta đang nắm thì chúng ta lọc ra. Ví dụ trong ngày hôm nay thì cái nhóm nào đang tăng tốt? Ví dụ đầu tư công tăng tốt không? Ví dụ đầu tư công tăng tốt mà chúng ta đang cầm C2, chúng ta ngay lập tức chúng ta chiếm C2, chúng ta đang cầm SCN, ngay lập tức chúng ta mua SCN, chúng ta đang cầm VCG, ngay lập tức chúng ta mua VCG. Đó, tức là ví dụ chúng ta nắm ở trong cái tài khoản là chúng ta có VCG này, rồi chúng ta có Penny này, chúng ta có một số các cái mã cổ phiếu khác thì ngay lập tức nhận diện ra, lọc ra trong đó thì nhóm ngành nào làm khỏe, đang khỏe nhất, mạnh nhất thì như vậy là chúng ta mua. Thì cái 50% tiền mặt đấy sẽ giúp cho các anh chị chiến đấu trong những phiên này. Vậy thì có thể là ngày mai các anh chị nhiều tài khoản người ta mới mua, nhưng khi chúng ta nhận diện được đấy và chúng ta mua luôn thì chúng ta đã đi trước nhiều người, đi trước rất nhiều người. Khẳng định với các anh chị em là những tài khoản là mua trong phiên sáng ngày hôm nay đó và mua trước khi thị trường kéo tăng mạnh trong phiên chiều thì chúng ta đã đi trước rất nhiều người. Đó, và chúng ta chọn ra, ví dụ chúng ta mua 20 đến 30% thì ví dụ chúng ta đang cầm cái mã cổ phiếu C2 đi, 100 triệu thì trong ngày hôm nay chúng ta có thể mua thêm 30 triệu cổ phiếu C2. Đó, giá vốn tăng thêm, tức là ví dụ trong phiên ngày kết thúc phiên ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có giá vốn của cổ phiếu C2 là 130 triệu. Vậy thì khi nó hồi lên, nó hồi T cộng lên, đó nó tăng thêm đấy thì T1, T2, T3 chúng ta bán đi. Cái 30% chúng ta mua ra đấy. Đó thì như vậy là chúng ta vô hình dung là chúng ta sẽ lướt được trên cái danh mục của chúng ta. Tại sao Hùng lại khuyến nghị một cái chung chung như vậy? Bởi vì Hùng có giải thích đấy là ai có cái gì thì xúc cái đó. Một khuyến nghị đơn giản dễ hiểu, bởi vì khi mà thị trường nó có một cái sự quay đầu mà tăng lãi thì chúng ta chỉ có tận dụng để chúng ta lướt T cộng thôi. Đó, mà chúng ta lướt trên cái danh mục của chúng ta có khả năng sinh lời ngắn hạn. Vậy thì trong cái trường hợp quản trị rủi ro ở đây là gì? Cái phân tích của chúng ta đúng, ok, như vậy là happy, ngon lành đúng không ạ? Chiều ngày hôm nay thì chắc chắn là đúng rồi. Và những anh chị em mua theo như vậy là chiều ngày hôm nay là hoan hỉ rồi đúng không ạ? Vỗ tay đúng đúc. Nhưng trong trường hợp sai, các anh chị là chúng ta chỉ tính chiều thuận thôi, chúng ta phải tính chiều nghịch. Như vậy nếu sai thì làm gì? Thì chúng ta có sai thì chúng ta cũng chỉ sai 20-30% cái vị thế chúng ta giải ngân hôm nay thôi. Đúng không ạ? Đó, ví dụ chúng ta có 10.000 cổ phiếu thì chúng ta mua thêm 3.000 cổ phiếu C2 thì chúng ta sai 3.000 đó. Vậy 3.000 nó sai thì chúng ta làm gì? Chúng ta có 10.000 trong cổ phiếu C2 sẵn trong tài khoản thôi, ok, chấp nhận mất phí hoặc là chấp nhận lỗ 1 tỷ, lấy ra bán đi. Như vậy là chúng ta vẫn có 10.000 cổ phiếu C2. Đó, và cái sai của ngày hôm nay chúng ta lấy chúng ta sửa sai luôn. Đấy gọi là gì? Phương pháp an toàn giao dịch tại vùng đỉnh, và chúng ta đảm bảo cái tâm lý hành vi của chúng ta thoải mái, rất thoải mái. Đó, thì chúng ta mua cũng thoải mái này, bán cũng thoải mái này. Đó, và quản trị rủi ro của những cái vị thế đấy cũng rất là thoải mái luôn các anh chị nhá. Đó, vậy thì đấy là cái cách để chúng ta tạo ra một cái tâm lý rất là ok, rất là thoải mái. Đấy, thì đây là cái tín hiệu xuất hiện trong phiên ngày hôm nay. Đó, và hiện tại này, đó, đấy, và sau đó thì cũng có phân tích cho anh chị một vài các cái ví dụ. Ví dụ các anh chị nhìn thấy PHR đúng không ạ? Đấy, nó đây, nó tích lũy ở cái biên là 45.546 cả 2 tuần nay rồi nó không thủng. Vậy thì khi mà thị trường xuất hiện một cái tín hiệu là chờ tăng đột biến như vậy, tín hiệu phục hồi như vậy thì chúng ta mua PHR ở cái vùng này. Đúng không ạ? Với mục tiêu là có thể nó sẽ hồi lên vùng 47 rồi 48, 49 thì chúng ta hãy chốt đi. Đấy là gọi là đánh lướt T cộng. Đó, đó, đó. Hay là cổ phiếu HAH thì chúng ta nhìn thấy đây. Đúng không ạ? Nó lên đến 46 và nó chỉnh cung về cái vùng 42, 42.5 này. Bắt đầu nó có tín hiệu phục hồi. Vậy thì đến này mua xong đấy thì lùi lại. Đó, hoặc là ví dụ cổ phiếu hóa chất CSV. Đó thì nó cũng đang ở cái vùng ví dụ đây 30.531 hoặc là DGC 60 đến vùng 61, hay là cổ phiếu SMC
Đó, sau khi mà nó tăng lên được đến cái vùng 14.5 thì nó đạp về đây, nó nhỏ nhỏ ở đây, thì như vậy là chúng ta có cái gì chúng ta xúc cái đó, có hàng gì thì chúng ta tận dụng cái hàng đó. Và cái câu chuyện ở đây là lướt T cộng, và để mua trong phiên ngày hôm nay phải là những người đang có vị thế cổ phiếu và đang có vị thế tiền mặt. Vậy thì cái câu chuyện là với những tài khoản full margin đó, chúng ta không còn sức mua trong phiên ngày hôm nay là chúng ta đã thất bại rồi, đúng không? Với những cái tài khoản mà chúng ta không thể mua được cổ phiếu trong những cái thời điểm như này cũng chúng ta cũng đã thất bại. Bởi vì sao? Bởi vì cái thời điểm thị trường nó bắt đầu hồi, nó bắt đầu mớm lên, thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta lướt lát T cộng sẽ rất là ok. So với cái câu chuyện là các anh chị những cái tài khoản mà chúng ta mua ở vùng 1130 là chúng ta đã bị lỗ rồi. Nhưng ở trong phiên ngày hôm nay chúng ta mua phiên ngày hôm nay thì khả năng phiên ngày mai á thì nó sẽ đạp một tí và sau đó thì nó sẽ bật lại. Đó. Thế thì chúng ta nhìn ngắm lại cái chỉ số VN Index giờ. À, Index giờ cực đẹp luôn các anh chị, ở vùng 1103 và cây nến giờ kết phiên như thế này là cực đẹp rồi. Lực cầu tương đối tốt. Tuy nhiên là một số anh chị có nói rằng là nó kéo vào phiên ATC. Ok, đồng quan điểm, tức là khi nó kéo như vậy thì thông thường nó sẽ ở đây, ví dụ như một cái cây như này thì nó sẽ có cái sự lấp gáp chỉnh nền lại. Và nếu như phiên ngày mai mà index của chúng ta trả lại ở khoảng quanh vùng 1108, đó, 1108 là cực đẹp. Đây, 1108. Thì chính là cái biên mà Hùng kỳ vọng đây này. Chính là cái biên đây index đó, index của chúng ta phải cái gì ạ, kéo lại được cái vùng 1108 đến vùng gì ạ, 1110 thì nó là cực kỳ đẹp. Và đây các anh chị, đấy, index của chúng ta kéo về được đến cái vùng thậm chí là vùng 11 suýt suýt là 1112 cơ. Như vậy là một cái lực kéo cực kỳ tuyệt vời. Và như vậy thì như vậy với chỉ số VN Index thì khả năng là ngày mai nó sẽ có một cái sự test nhả trả nhẹ nhàng này, và Hùng sẽ kỳ vọng là gì, ở nhịp này thì ngon rồi. Với cái tín hiệu của ngày hôm nay thì như vậy là cái tâm lý về dòng tiền nó đã rất tốt rồi, nên là kỳ vọng ít nhất là T cộng các anh chị, ít nhất là T cộng thị trường sẽ có cái sự phục hồi. Và cái sự phục hồi đó thì chúng ta lại gì lại chúng ta lại bắt đầu lại ngắm lại cái vùng cản kỹ thuật của nó đây, đó là vùng 1120, 1125 và 1130. Thì có thể cái nhịp hồi T này nó ngắn thôi, nó hồi lên đến đây, và khi mà chúng ta mua được sớm, tức là chúng ta đã tối ưu được T cộng rồi các anh chị, thì lên đến đây chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt. Trên biểu đồ chỉ số VN30 thì như Hùng cũng đã có phân tích ở đây, thì VN30 sẽ trong phiên ngày hôm nay thì nó sẽ dự test lại. Ở VN30 nó sẽ dự test lại ở khoảng quanh vùng 1095 điểm, và biên sâu hơn sẽ 1088 đến 1090. Thì chúng ta cũng nhìn thấy đây là trong phiên ngày hôm nay thì VN30 cũng đã gì ạ? VN30 cũng đã ở đây, cái điểm này là suýt soát đến cái vùng gì ạ? 1095. Đấy, nó suýt soát đến vùng 1095 và bắt đầu từ đây thì nó cũng có một cái lực rút chân lên ở trong cái phiên ATC. Thì nếu như có hưng phấn thì ngày mai thì cái chỉ số VN30 nó sẽ kéo lại ở khoảng quanh vùng 1100 và sau đó nó sẽ đi trả lại cung anh chị nhá. Bao giờ nó cũng như vậy. Và nếu đẹp, đây là nếu đẹp thì cái chỉ số này nó test lại, chỉ số VN30 nó test lại được ở khoảng quanh cái vùng 109 mấy đấy, 10 khoảng vùng 1097, 1098 gì đó, nói chung là nó rơ rác lại vùng này. Và từ đây nó tích lũy thành công và nó tiếp tục kéo lon thì đấy sẽ là một cái xu hướng rất là tốt, và các anh chị em có thể cầm nắm cổ phiếu và chúng ta sẽ canh ở cái vùng kháng cự tiếp theo. Đối với chỉ số phái sinh xem nào, ông em phái sinh hôm nay phái sinh thì cũng có nói rồi, khả năng là sẽ ở khoảng vùng 1088 đến khoảng vùng 1090, đúng không? Nó sẽ phải quay lại đây 1087 đến 1090. Thì phái sinh của phiên ngày hôm nay tương đối khỏe như thế này, tương đối khỏe là các anh chị này, nó chỉ đây cái điểm mà nó đạp sâu nhất của phái sinh nó cũng chỉ về đến đến đây 109 mấy đây này, đó 1090.5, tức là cho đi là khoảng tầm 1090.5 trên vùng 1090, dự kiến là vùng 1087 đến đó, thì nó cũng chỉ gì các anh chị, chúng ta nhìn thấy là như vậy là phái sinh của phiên ngày hôm nay cũng test rất là đẹp đó. Thì với cái đà hưng phấn thì có thể phái sinh ngày mai nó có thể kéo lên ở vùng 11 ở đây này, 1105, và sau đó nó sẽ diện nó sẽ tiếp tục quay lại trả cung test lên, và như vậy thì nó sẽ xây, nói chung là cái vùng cái vùng ở đây là vùng 1090 đến khoảng đó, tất nhiên là cũng không tuyệt đối được đâu đâu các anh chị nhá, thì chúng ta cứ dự dự lừa lựa như thế thôi, tức là chúng ta nôm na là cũng có thể là có coi cái vùng ở đây loanh quanh ở đây sẽ là cái vùng diện hỗ trợ kỹ thuật, và chỉ số phái sinh có thể quay test về đây, và sau khi nó test thành công ở đây thì như vậy là chúng ta tiếp tục
có đánh giá tiếp xem là cái hỗ trợ này có ok không. Đó, nó test lại lần hai mà ok và lực long quay trở lại thì như vậy chắc chắn là chúng ta sẽ có một lực phục hồi T cộng. Ok, vì hôm nay có một cái tín hiệu kỹ thuật như thế thì Hùng cũng phân tích sơ bộ cho các anh chị về cái xu hướng của thị trường. Như vậy là chúng ta sẽ kỳ vọng phiên ngày mai thì index của chúng ta sẽ lấp nhẹ lại quanh ở vùng 1080 1080, sau đó thì nó thì tiếp tục kéo lại và như vậy thì chúng ta kỳ vọng có một cái nhịp phục hồi. Và để tất nhiên là cái phiên ngày hôm nay thì cái lực cầu cũng đang khá là thấp các anh chị, sau một cái giai đoạn mà cái lực cầu bắt đầu gì ạ, cái vol của thị trường bắt đầu nhỏ lại và cái vol đấy nó bắt đầu nó đi ngang, rồi nó đi ngang khoảng vài phiên và sau đó thì cái vol này nó lại bắt đầu tăng lên đột biến thì đấy sẽ là gì, đấy sẽ là hình thành, nó sẽ tiếp tục hình thành một cái chân sóng mới. Và nếu như index của chúng ta tiếp tục tăng và khối lượng tiếp tục đẩy lại từ 900 triệu đến khoảng 1 tỷ cổ phiếu được khớp lệnh trên một phiên và một ngày đẹp trời index của chúng ta bứt thoát vùng 1130 thì đấy sẽ là cái thời điểm mà diện index của chúng ta sẽ mở sóng và sẽ tiếp tục tiến lên những cái con đường cao hơn. Thì đến đâu thì chúng ta phân tích đến đấy các anh chị nhá, bởi vì thị trường của chúng ta luôn luôn biến động, luôn luôn thay đổi, chính vậy nên là chúng ta sẽ phải cập nhật trực tuyến. Và các anh chị em chúng ta có ở những cái câu hỏi nào mà cần giải đáp, cần chúng ta tư vấn thì các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần thì Hùng sẽ trả lời các câu hỏi của anh chị, hoặc là dưới các cái bản tin ngắn thì Hùng sẽ trả lời. Bản tin ngắn nó chỉ như vậy thôi và chúng ta sẽ tiếp tục phân tích thêm, theo dõi thêm các cái tín hiệu của phiên giao dịch ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu để chúng ta tiếp tục có một bản tin tuần video số 183. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các cái bản tin tiếp theo.